Bạn đang đau đầu vì doanh số ngày càng đi xuống. Bạn thắc mắc không hiểu vì sao đối thủ của bạn ngày càng phát triển. Bí mật của họ ư? Đơn giản thôi, đó chính là giải pháp marketing online số 1 All-in-One, cạnh nhanh nhất để tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng với chi phí không đồng. Truy cập ngay hpsoftware.vn, nhập ngay mã DDTV vào khung chat để được giảm tới 20%. Trước khi trở thành những người thành công và giàu có, hầu hết các doanh nhân trên thế giới đều nếm trải rất nhiều thất bại. Nhưng họ không bỏ cuộc mà coi những thất bại đó là động lực và bài học để tiến lên phía trước. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn series video chuyện thất bại kể về những khó khăn mà các doanh nhân nổi tiếng từng phải đương đầu, từ đó truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những trở ngại trong sự nghiệp và cuộc sống. Chuyện thất bại, người sáng lập Honda, sự nghiệp lừng lẫy được gây dựng từ thất bại. Đối với tôi, thành công chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trên thực tế, trong tất cả những việc ta làm, thành công chỉ chiếm 1%, 99% khác là thất bại. Ông Satoru Honda chia sẻ. Honda giờ đây là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước Nhật và nổi tiếng trên toàn thế giới. Để đạt được thành công đó có đóng góp không nhỏ từ ông Satoru Honda, người sáng lập ra thương hiệu này. Ông Satoru được tạp chí People Mỹ xếp vào danh sách 25 người đáng quan tâm của năm vào năm 1980, đồng thời tôn vinh ông như một Henry Ford của Nhật Bản với những đóng góp tạo ra cho cuộc cách mạng về phương tiện giao thông cá nhân của nhân loại. Tuy nhiên, trước khi xây dựng sự nghiệp lồng lẫy, Satoru đã phải gặp vô số thất bại. Ông từng chia sẻ rằng, đối với tôi, thành công chỉ đạt được khi đã trải qua nhiều thất bại và nghiền ngẫm. Trên thực tế, trong tất cả những việc ta làm, thành công chỉ chiếm 1%, 99% khác là thất bại. Video này sẽ kể về một trong những thất bại của ông Satoru Honda. Thời thơ ấu và tuổi trẻ. Satoru Honda sinh ngày 17 tháng 11 năm 1906 tại Yamahigashi, làng Kumio, nay là Tenryu, hạt Iwata thuộc Shizuoka Prefecture, Nhật Bản. Cha của Honda, ông Kihei, là một thợ rèn. Khi còn nhỏ, Satoru luôn quanh quẩn bên bố, xem ông làm việc và qua đó ông đã học được cách tự làm đồ chơi cho mình. Tài sản mà Satoru Honda được thừa kế từ cha mình là lòng yêu thích nghề cơ khí. Năm 1922, Satoru Honda cùng cha đi lên Tokyo sau khi xem một quảng cáo tìm người giúp việc được đăng trên tờ báo thương mại. Nơi họ đến là một cửa hàng sửa chữa ô tô có tên là Art Sokai. Lý do lớn nhất để cậu bé Satoru 15 tuổi muốn làm việc ở đây chính là có cơ hội được tiếp xúc gần gũi hơn với những chiếc ô tô. Thời gian đầu, công việc của Satoru là nội trợ và trông trẻ cho gia đình ông chủ. Buổi tối khi đã làm xong hết công việc, Satoru Honda thường trốn vào trong xưởng để được ngắm những chiếc ô tô. Cậu bé không hài lòng với công việc của mình và thậm chí còn nghĩ sẽ từ bỏ để trở về nhà. Chính lúc này, Satoru Honda được ông Hikuji Kitajama, người giám sát trực tiếp động viên, giúp đỡ. Hàng ngày sau khi hoàn tất mọi công việc, Satoru được phép đi tới cửa hiệu thứ hai của Art Sokai, nơi mà một chiếc ô tô đua đang được làm tại đó. Năm 1923, sau khi cứu 3 chiếc xe đua của hãng khỏi một đám cháy, Satoru được giao cho việc trở thành thợ chính, giúp thiết kế xe đua. Năm 1924, chiếc xe Chris do Satoru làm thợ kỹ thuật đã giành giải nhất tại cuộc đua tổ chức ở Tsurumi thuộc Kanagawa. Chàng trai trẻ vô cùng vui sướng và chiến thắng này là bước khởi đầu cho niềm đam mê xe đua của Satoru. Sau 5 năm học việc tại cửa hàng Art Sokai và 1 năm chứng minh khả năng với ông chủ, cuối cùng Satoru đã được phép tự mở chi nhánh Art Sokai ở làng mình tại Hamamatsu. Lúc đó Satoru vừa tròn 21 tuổi. Chuyện những chiếc xe măng thất bại. Mặc dù công việc kinh doanh đang trong thời kỳ phát đạt, cửa hàng ngày càng được mở rộng nhưng Satoru vẫn không hài lòng. Thiếu những khó khăn thử thách, Satoru cảm thấy bứt rứt, buồn bực không yên. Satoru Honda muốn làm một cái gì đó hơn là chỉ sửa chữa đơn thuần. Từ đó, ông bắt đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh sản xuất. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của ông là những chiếc xe măng, piston ring. Xe măng dường như là một chi tiết hoàn hảo, nhỏ nhưng rất đắt. Và thế là Satoru nhanh chóng xây dựng kế hoạch để tiến hành sản xuất hàng loạt. Ông đã thuê nhà xưởng tại thị trấn Yamashita của thành phố Hamamatsu và mở phòng nghiên cứu sản xuất xe măng Art Sokai. Ban giám đốc của Art Sokai kịch liệt phản đối ý tưởng này của ông và họ không cấp vốn cho ông. Satoru cảm thấy rất chán nản sau khi giấc mơ của mình bị dập tắt. Do vậy, ông bị đau dây thần kinh vùng đầu và sau đó là đau lưng nặng. Suốt gần 2 tháng Satoru phải nghỉ ở nhà chữa bệnh, nhưng ngay cả trong lúc khó khăn đó, ông vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc phát triển chế tạo xe măng. Ông không bao giờ bỏ qua ước mơ của mình và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách mới. Năm 30 tuổi, dù đã là chủ tịch công ty do ông thành lập nhưng Satoru vẫn quyết định trở lại trường học. Người ta khá ngạc nhiên khi thấy một người lớn tuổi ở trong lớp học.
Ngoài giờ lên lớp, Soichiro dành hết thời gian ở phòng thí nghiệm. Thậm chí, Soichiro ăn ngay ở phòng thí nghiệm vào những lúc trái khuấy, không cạo râu và để đầu tóc rối bời. Nhưng ông không để ý đến các điều đó. Ông chỉ quan tâm đến một vấn đề là chiếc xe măng. Năm 1936, Soichiro tham gia một cuộc đua và gặp tai nạn thảm khốc. Ông bị gãy xương bả vai và bị thương nặng ở mặt. Trong bệnh viện, ông không ngừng nghĩ về công việc kinh doanh của mình. Một tuần sau ông ra viện, bị thương nặng, tiền tiết kiệm thì hết và công việc kinh doanh chế tạo xe măng sụp đổ. Gia đình Soichiro rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vợ của ông cùng với con nhỏ phải đem cầm cố những đồ vật có giá trị của họ. Một hôm, Soichiro chọn 50 chiếc xe măng trong số 30.000 chiếc ông đã làm và giao cho Toyoda Jido Shoki. Sau đó, được biết là chỉ có 3 chiếc qua được vòng thử nghiệm của Toyota. Ông rất tức giận. Ông cố kìm nén cơn giận một cách khó khăn và quyết định chuyển sang đối mặt với thử thách mới. Năm 1939, Soichiro thôi làm quản lý cửa hàng Asoka Hamamatsu, chuyển đến Joel Kawashima trở thành chủ tịch của Tokai Seki Yuikogyo. Sau 2 năm học ở trường Hamamatsu, do không tham dự kỳ thi nên Soichiro bị buộc phải thôi học. Tuy nhiên, ông đi học chỉ là để có được những kiến thức cần thiết nhằm đạt được mục đích của mình và thành quả của ông được mọi người công nhận. Sau khi bị đuổi học khỏi trường, ông đã đến trường đại học Tohoku Imperial và Nihon Mourin Seishakusho để học thêm những kiến thức khác. Được trợ giúp bởi những điều học được ở trường, Soichiro đã phát minh ra nhiều thứ và có được rất nhiều bằng sáng chế. Một trong những phát minh đó là máy đánh bóng sạc măng. Chiếc máy đó quả thật là một sự thay đổi to lớn và rất đơn giản khi sử dụng. Sau 3 năm thử nghiệm và thất bại, sự kiên nhẫn của ông đã đến giới hạn thì cuối cùng sự huyền bí được khám phá và Soichiro đã có thể làm được những chiếc xe măng tuyệt vời. Những ngày tháng đó là những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời của Soichiro. Tuy nhiên, chính từ những kinh nghiệm này, công ty Honda ngày nay đã ra đời. Đăng tải trên ndh.vn. Tham khảo thông tin từ Wikipedia và tiểu sử của ông Soichiro Honda. Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sắm ngay TV đỉnh cao với mức giá cực sốc, số lượng có hạn. Xem ngay tại link shorten.asia, comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.